AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Nếu bạn là một người yêu thích không gian ấm cúng của các quán cà phê và đam mê chủ đề game mô phỏng kinh doanh, vậy thì đừng bỏ qua cơ hội trải nghiệm Hello Cafe Venti sắp ra mắt vào tháng 4 năm 2024 tới đây nhé. Đây là một trò chơi mô phỏng kinh doanh lấy chủ đề hàng quán cà phê vô cùng thân thuộc với văn hóa người Đông Nam Á. Tham gia vào game, bạn sẽ bắt đầu với một quán đồ ăn thức uống quy mô nhỏ và từ đó sẽ dần dần phát triển thành một điểm đến yêu thích của mọi người. Lúc này người chơi sẽ được trải nghiệm mọi việc quản lý từ các hoạt động kinh doanh trong quán như đặt bàn, giao hàng và thanh toán. Đặc biệt game thủ cũng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ để khách hàng luôn hài lòng và quay trở lại. Để nâng cấp và phát triển quán của mình, bạn có thể mở rộng quy mô kinh doanh, mua thêm bàn ghế, trang trí hàng quán và thậm chí mở thêm nhiều khu vực mới để thu hút nhiều khách hàng hơn hoặc tăng doanh thu. Tất nhiên, game thủ cũng có thể tìm thấy những nhân viên xuất sắc với kỹ năng pha chế, nấu ăn tốt, giao tiếp linh hoạt và xử lý công việc nhanh chóng để giải phóng đôi tay bận rộn của bạn. Với nền đồ họa 2D tươi sáng và đầy màu sắc, Hello Cafe Vinci hứa hẹn mang lại cho mọi người một trải nghiệm chơi game sinh động và cuốn hút. Mỗi chi tiết trong quán cà phê đều được đội ngũ làm game chăm chút kỹ lưỡng, từ trang trí cho đến tạo hình các vị khách ghé thăm. Nào, hãy cùng FK Mobi chờ đón ngày game ra mắt chính thức vào tháng 4 năm 2024 tới đây để xây dựng cho mình một thương hiệu quán cà phê độc đáo trong game Hello Cafe Vinci nhé! Các tính năng đặc sắc của game Hello Cafe Vinci: phát triển quán cà phê bằng chính đôi tay của bạn, xây dựng đội ngũ nhân viên lành nghề, sáng tạo menu đồ ăn thức uống hấp dẫn khách hàng, tùy chỉnh những bộ trang phục dễ thương nhất cho nhân viên của bạn, trang trí quán cà phê của bạn trở nên đẹp đẽ hơn với hơn 250 món đồ nội thất theo nhiều chủ đề phong cách khác nhau, cạnh tranh với những hội nhóm người chơi khác để giành giải quán cà phê được yêu thích nhất trong thế giới game Hello Cafe Vinci. Nhiều mini game giải trí tích hợp được thêm vào lối chơi mô phỏng kinh doanh thú vị này. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới